Hello, chào cả nhà nha, chào cả nhà đến video thứ hai của Tài Trần Vlog nha cả nhà ơi. Xin lỗi cả nhà nha, tại vì hồi nãy để cao quá, gió lật dù cũng bể cái điện thoại luôn cả nhà ơi. Mà cả nhà mình vào xem video tiếp theo nha cả nhà. Trời ơi, nó rớt cái cây quay luôn. Rồi thông cảm nha cả nhà. Đây cái video đó nó bị sập cái quay. Rồi mà cả nhà mình vào xem nha. Rồi vào xem lên diều nha cả nhà. Rồi ủng hộ mình nha cả nhà ơi. Rồi. Rồi bắt đầu lên diều. Đó, diều lên nha cả nhà. Bây giờ mình cho thấp thấp một chút để hồi nãy nó sập cái quay luôn rồi. Rồi. Nó bị sập cái quay luôn. Trời ơi. Cả nhà ơi. Rồi nãy nó bị sập cái cây quay luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà thông cảm nghe, nó làm cái ầm luôn, y như mình chào khán giả luôn vậy á. Trời ơi. Rồi bây giờ mình đứng tại đây luôn cả nhà ơi, mình không dám đi nữa, là đi nó sập nữa. Trời ơi, chắc giờ mình ôm luôn quá. Gió quá cả nhà, gió mạnh quá. Rồi. Thôi mình ôm mình đi luôn, giờ mình đi. Chịu mỗi tay mỗi chân mỗi giò chút. Rồi giờ xem, ủng hộ cả nhà ơi. Giờ mình để thấp, không dám để cao. Ồ. Dù lớn lên rất nhiều, Ồ, bên kia thứ bự không, thứ dữ luôn. Đây có chú bạch tuộc nữa. Rồi. Rồi xem cái nhà ơi. Ồ, giờ xem mà hồi nãy đang để dựng đứng nó lật dù rớt xuống cái rầm đó cả nhà. Rồi, thành thử cái video đó không biết sao nó bị sao nghe. Bị rớt cái rầm xuống á. Rồi. Bây giờ mình đứng mình ôm cái cây luôn. Nha cả nhà. Rồi. Mời cả nhà mình ra. Mời cả nhà vào xem cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà vào xem cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình đứng mình dịnh luôn cả nhà ơi. Rồi xem cả nhà, rồi xem ủng hộ mình đang trực tiếp review trực tiếp video trực tiếp tại cầu Cam 13 Dương Châu nha cả nhà. Rồi. Không có quay gì bằng quay mà mỗi tổ bằng quay nhiều hết đâu. Cá mập dữ nha cả nhà. Cá mập lên. Rồi mình sẽ review trực tiếp nha cả nhà, giờ xem ủng hộ mình nha. Tài Trần Vlog nha, Tài Trần Vlog Thanh Vũ Linh Hồng Loan nha cả nhà. Ai có đăng ký rồi thì cho mình like, còn ai chưa đăng ký kênh nha cả nhà. Cá mập lên. Hồi nãy để cao quá nó sập cái ầm cả nhà ơi. Quay gì không quay chứ quay nhiều là mỗi cổ lắm á. Rồi đâu đó, chờ xem cả nhà ơi. Rồi nãy lật xuống cái ầm luôn, văng cái điện thoại luôn. Trời ơi quá dữ. Bữa nay tôm và sardi sao không thấy, có chú mèo với chú cá mập lên. Quá dữ.
lên bầu trời, lên bầu trời luôn. Rồi cả nhà thấy núi bà không cả nhà? Đó, núi bà cũng sắp lên luôn. Đó. Ồ, bây giờ mình lên, mình tấn công, mình lên đường luôn. Mình lợi lên, lên 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 đường luôn. Không thấy. À, xe giờ vô đông lắm em, bữa nay chắc thả tới tối luôn quá. Ồ. Rồi, có ai vào xem không cả nhà, ai vào xem không cả nhà ơi. Cho mình coi âm thanh nó rõ không cả nhà. Âm thanh hình ảnh nó rõ cho mình biết cái số 1 cả nhà, số 1 là rõ ngang, số 2 là không rõ ngang cả nhà, để mình chỉnh sửa ngang. À. Rồi bên đây có ga lớn không, đây ga lớn chưa? Ồ, xin lỗi chào che lại luôn rồi. Ồ. Ôi ơi. Trời ơi. Sao vậy? Rồi, đó thôi. Gì em? Ờ, được em. YouTube, YouTube. YouTube anh. YouTube tài trang vlog. Tài trang vlog ở YouTube phát trực tiếp mà. Vô YouTube á, YouTube á. Tài trang vlog. Ồ ồ. Ồ cả nhà ơi. Đó. Ồ cả nhà thấy không cả nhà? Đúng không? Gió nữa cả nhà, gió này nãy cái cây mình để cao quá, 2 mét mấy á cả nhà, 2 mét mốt á cả nhà, nó lật diều luôn cả nhà ơi. Ồ. Oh. Ồ, oh, gió giờ nó rung tinh luôn. Ồ. Oh. Giờ xem cả nhà ơi, giờ xem cả nhà ơi. Tiếp nghe cả nhà, tiếp nghe cả nhà ơi. Bye.
Đồ, đẹp không cả nhà, đẹp không cả nhà? Đồ, cả nhà ơi, đẹp không? Đẹp không cả nhà ơi? Ồ, mình lấy ra luôn, mình lấy ra luôn, mình quay cho hấp dẫn nha cả nhà. Đẹp không ha? Đẹp không, đẹp không? Rất đẹp cả nhà. Wow, đây đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Là rít bạch tuộc. Ồ, quá chừng luôn. Mèo. À, cả nhà không? Đẹp không cả nhà? Ồ. Lấy nha nhà ơi. Giờ xem cái nhà ơi. U, bên quá. Nè, mấy cá mập, cá mập. Ồ, cá mập. Cá mập. Cá mập ngập nước rồi. Cá mập bị ngập nước rồi. Ừ. Đang ngáp ngáp. Ồ, Quỳnh Phan gần. Ồ, cầu đâu đẹp quá. Ở cầu K13 em, cầu K13 Dương Minh Châu nè. Cầu K13 Dương Minh Châu. Ờ, Quỳnh Phan, Quỳnh Phan, Quỳnh Phan. Ở cầu K13 Dương Minh Châu, Quỳnh Phan ở trên một lai em. Trời ơi. Đó, có đèn luôn em, có đèn luôn em. À, anh về review trực tiếp trên YouTube nha. À. Rồi cả nhà mình vào xem cái nhà, vào xem cái nhà. Rất đẹp, rất đẹp. Đó, có đèn luôn cả nhà ơi, bắt đầu nổ đèn lên rồi đó. Ồ, lộng lẫy cả nhà ơi. À, bây giờ mình không dám để cao, để thấp thôi. Nãy để cao lật dù, văng cái điện thoại luôn. Đó, nó, nó. Ồ, đẹp không em, đẹp không? Tối đẹp lắm em ơi. Vào xem cả nhà ơi, vào xem cả nhà ơi, trong nước và ngoài nước xem ngang. Quá đẹp Tây Ninh ơi. Rồi cảm ơn em, Tây Ninh đẹp lắm em ơi. Rồi, Tây Ninh đẹp lắm, Tây Ninh có núi Điện Bạc, có chùa Tĩnh, có đường thiên nhiên, có diều luôn nha. Rồi cả nhà vào xem cả nhà ơi, rất đẹp, rất đẹp. À, thôi, chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ, hạnh phúc với gia đình nha. Xem video thả diều mình nhớ ủng hộ mình nha cả nhà. Ồ, thả diều tại cầu K13, Dương Minh Châu ngang, gần núi Bà Đen luôn. Ồ. À, rất đẹp. Ồ. Hợp phức quá đẹp Tây Ninh ơi, Tây Ninh quá đẹp. Gần núi Bà Đen, gần núi Bà Đen luôn. Đây.
Thả diều, thả diều cả nhà, thả diều cầu qua Dương Châu cả nhà ơi, Dương Châu Tây Ninh ngang. Thank you.
không? Cả nhà đẹp, cả nhà ơi. Cho anh một like cho mình, anh một like ngang, một like một chia sẻ em ơi. Thả Diều ở Tây Ninh ngang, Cầu Cầm Va ngang, Dung Châu ngang, gần núi Bà luôn ngang. Chú đang ở cầu cao 13 con. Cầu 13, cầu cao 13 Du Minh Châu gần núi Bà nè. Gần núi Bà Tây Ninh ngang. Cầu cao 13, cầu cao 13. Du Minh Châu Tây Ninh. Sao con? Cho like con ơi, cho like. Cho like sửa ơi, cho like cho chú like con. Con cũng có ở đó. Ủa con ở đâu? Mộng Nguyễn. Chú ở đây nè, chú đang ở ngay chú xe du lịch nè. Chú đang ở ngay chỗ mấy con dừa bự nè. Chú đang ở ngay chỗ xe du lịch mấy con dừa bự nè con. Con cũng ở đó hả? Con ở đâu? Chú đang ở ngay xe du lịch nè. Rồi vào xem con, như chú nhiều video lắm ngang. Về xem từ đây tới sáng luôn á. 7-8 cái video là ngang. Rồi. Quá đẹp. Mai tiết. Tiết mai quá đẹp. Cảm ơn bạn ngang. Bữa nay con không có đi nên là con không có gặp chú được. Sao vậy? Sao nói ở đây? Trời ơi. Con nhà hả? Hồi nãy giờ con tưởng đâu con ở đây. Rồi, nhớ cho chú like liền, Rồi, để quên. Bấm cái like liền con ơi, Đó. Cảm ơn bạn Mai nghe, bạn Mai cái, cho like bạn Mai ơi. Thả Diều cầu cao 13, Du Minh Châu, Tây Ninh, gần núi Bà Đen luôn. Tối thứ bảy chủ nhật con mới xuống. Rồi, hẹn chủ nhật thứ bảy gặp chú. Rồi. Diều con đâu với rồi. Con đâu với chú. Rồi. Dạ, anh hai con ở đó nên có thứ bảy chủ nhật con mới đi. Rồi. Rồi, đăng chú Tài nè, chúng ta đang phát thì video trực tiếp tại đây ngang. Giờ xem ủng hộ chú ai cho chú like đi con ơi. Ủng hộ ngang. Xem 5-6 video rằng. Ủa mà sao là những cái nội dung đó sao. Cái này mà ghép nhạc vô đẹp lắm đó con ơi. Ghép nhạc vô hay lắm á. Này mà quay lên TikTok là kiếm nhạc đẹp quá. Tiếng Mai đẹp quá, đi mất. Đẹp quá đi mất. Đó, bạn nhớ ủng hộ mình nha bạn Mai. Cho like bạn Mai ơi. Sao anh thấy anh ngu ngơ ngờ quá. Này ghép nhạc vô hay lắm. Này đăng lên Tây Ninh quê tôi rồi ha. Về thăm Tây Ninh rồi, Tây Ninh quê tôi rồi, đẹp lắm. Này ghép nhạc vô TikTok, về cắt ra khúc ghép nhạc vô coi. Rồi cảm ơn bạn. Bữa nay có cá heo không chú? Có con cá heo không? Cá voi. Con còn cá voi chứ không phải cá heo. Có cá voi lúc kia con ơi, cá voi nó màu đen lúc kia. Rồi để chú lại, chú quay lại con cá voi, con cá voi cho con coi nghe. Cá voi không phải cá heo. Tôm và sardine bữa nay không có, có con mèo. Và có con cá sấu. Đây. Đó, cái anh xa. Đó. Anh cá voi rút ra xa kìa. Đó, cá voi kìa. Ồ, đẹp không con? Đẹp quá. Lên đèn đẹp quá. Tên anh ơi. Tên anh với tôi nó, anh á. Anh bự quá mà. Anh bự quá nè. Cá voi chứ không phải cá heo. Anh bự không? Anh màu đen con ơi, anh màu đen. Thấy không, màu đen thấy không, bự không? Mà anh không có đèn. Mấy kia có đèn tới sáng đó, bự không? Bự quá.
quá, đẹp quá. Ồ, con rít, rít nè. Ồ, rít. Rồi. Thôi chú tối là chú xin dừng video đây nghe con. Để xe xa quá, để xe xa quá. Đẹp như mơ. Đó. Ừ. Đẹp như mơ luôn. Ồ, chú để xe xa quá, chú để xe xa quá. Không. Để chú xuống video đây đi rồi. Chú lấy xe lại rồi chú quay tiếp. Cho cả nhà mình xem ngang. Chừng nào người ta về mình về nha cả nhà. Đó. Con thích này. Ôi hẹn con thứ bảy chủ nhật nha. Thứ bảy chủ nhật gặp nha. Quá đẹp quá đẹp. Đó. Mai đẹp như mơ. Rồi 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 bạn cảm ơn bạn Tiến Mai nha, rất nhiều nha. Cho ba cho mình like cho tài tài tặng like đi Tiến Mai ơi. Chấm like liền. Ồ hành động. Sao vậy? Rồi thôi mình xuống video đây nghe cả nhà, để mình đã mày làm tiếp video thứ hai nghe cả nhà, tiếp ngang video tiếp ngang.